sáng nay Mạnh ở nhà ăn gì? Ăn cháo thôi. Thế là tối cũng ăn cháo à? Ăn một kẹo, một bánh mì nhỏ nhỏ, lấy bao nhiêu đấy cho nó. Cho nó ăn à? Hay ở đây cũng có một cái thì mặc cái đấy cho Mạnh nữa. Ôi, lạnh quá rồi cô bác ạ, run run. Thế còn nếu ông là muốn ăn, muốn có thịt ở nhà ăn thì ông muốn ăn thịt thì ông làm như thế nào thì mới có tiền để đi mua thịt về? Một bó củi của ông bán thì được bao nhiêu tiền? Bó vừa cũng mất rồi, mất. Đúng rồi, đi về cứ bị ốm, nên lấy được 13 năm thì cái tham quan cũng lớn bằng cháu miệng này, thì mẹ nó cũng mất. Xong đứa con trai đi đâu không biết, lấy vừa xong bỏ, vừa cũng bỏ đi, nó cũng đi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà của bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà có gửi tới cho hai ông cháu của bác ạ. Ở đây thì trong đó thì cháu Lực nhìn là nhìn ở bên ngoài vào thì sẽ gồm có chăn này, có cả chậu nữa cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của hai ông cháu của bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào và mở quà của bác Chiêm, bác ấy gửi cho là hai ông cháu ở trong là gồm cái gì cô bác nhé. Ở đây thì có một số cô bác nếu mà theo dõi sâu thì chưa thể biết hoàn cảnh của hai ông bà cụ, hoàn cảnh của hai ông cháu. Thì một tí nữa cháu Lực đi vào, cháu Lực sẽ tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời cô bác là theo chân của cháu Lực thôi cô bác. Tối nay thì nhẹ hơn thì bạn Hiệu sẽ vừa cầm máy quay và vừa đi luôn cô bác. Còn tối nay thì nặng hơn. Tối nay thì rơi đỏ độ trong là tầm gần 20 cân thôi cô bác ạ. Quãng đường đi vào nhà của hai ông cháu thì cô bác cũng đã biết rồi. Mỗi lần thì cháu Lực đều đi xuống thì cháu Lực đều ghi hình lại ở cái đoạn đường này cả. Hôm nọ thì cứ phải nói là được bà con ở đây giới thiệu rằng là có cái đường, con đường nào mà đi vào thì cháu Lực sẽ đều chọn con đường đấy đi vào để xem cái con đường nào mà con đường tắt thì lần sau cháu Lực sẽ mon theo cái đường đấy thôi cô bác. Hôm nay thì lại được một anh chỉ dẫn vào đi xuống nhà của hai ông cháu thì đi đường này cô bác. Nhưng mà cháu Lực nhìn thấy là xa hơn. Hay ngôi nhà của hai ông cháu thì là được nằm ở dưới kia cô bác này. Phủ lên trên mình là một cái lớp màu xanh nữa thôi. Đường nào ấy? Đường này à? Nói là nhầm đường liên tục cô bác ạ. Ngay cháu Lực nhìn thấy từ xa là thấy ông đang ở bên ngoài. Không biết là ông đang làm cái gì. Hôm nay đi vào thì không biết là em Mạnh em ấy đi học về chưa cô bác ạ. Hai ông cháu thì phải nói là ở dưới là một cái chân đồi luôn cô bác. Hầu như là ở dưới một cái khủng luôn rồi. Hai ông cháu ở với người chú thì bị người chú khinh, nói này nói nọ, kiểu không muốn cho ở cùng cô bác. Thì ông là quyết định là ra đến đây ở. Và cái ngôi nhà của ông ở đây thì cũng đã rơi vào tầm là 4 đến 5 năm rồi cô bác ạ. Cũng khá là lâu rồi, bằng tuổi của em Mạnh rồi đấy.
Vậy đây là cái nguồn nước mà hai ông cháu chắc là dùng để giặt áo để tắm rửa được cô bác ạ. Cháu của nhà ông thì nhìn trông rất là hiền cô bác ạ. Mỗi tội là lúc vào thì hơi sủa một chút thôi. Chào ông nhá. Mạnh đi đâu rồi ông? Mạnh cũng ở nhà. Ô, này này cô bác này. Không biết là đang làm gì ở đây nữa. Hãy để quà đây một chút đã. Cái đường kia còn đi khó hơn ông ạ. Đúng rồi. Đi xa nữa. Ông chào các bác đi ông. Chào các bác khác. Ông chị nhá. Ông nhìn vào đây, ông nhìn vào đây nó. Tôi chào tất cả các bác. Chào tất cả các bác, các cô các chị nhá. Hôm nay thì ông ở nhà là làm gì ông? Ông vừa đi lấy cỏ. Lấy cỏ về à? À lấy. Ôi ơi. Mày đang nướng con gì đây? Chuột. Nướng con chuột á? Nào để đây, để đây. Để đây một tí đã nhá. Ôi giời. Này, đứng dậy lên, khoanh tay chào các ông bà đi. Đứng dậy nào, khoanh tay. Này từ từ từ, đấy, nói lại đi. Con chào các ông các bà. Rồi, hôm nay thì Mạnh ở nhà làm gì nói cho chú nghe xem nào. Hả? Không biết làm gì ở nhà chưa ấy thôi. Ở nhà là đi nhiều đi theo ông đấy à? Nhưng có ngoan không? Có khóc không? Không khóc đâu à? Áo của chú cho đâu rồi? Sao lại không lấy mặc đi? Hay là như này lại ấm rồi? Như này có ấm chưa? Ấm chưa? À, lạnh lắm à? Cái áo mà cháu mua cho ấy thì mặc đi ông, đừng để đến lúc mà đi học hắn mặc, đừng để đến lúc đấy là đi học mới mặc, cứ mặc đi hết thì áo thì cháu lại mua cho nhá. Nào Mạnh ngồi đây đi. Sáng thì lạnh hơn à? Đến buổi chiều thì ấy hơn à? Thế là tối nay là hai ông cháu lại ăn thịt chuột à? Thế đây là nấu cơm phải không? Tối nay là nấu cháo ấy, ăn cháo ăn cơm không? Cơm nước cháo đi. Tối đây. Tối đây là Mạnh ăn gì? Hả? Ăn cháo á? Hôm nào cũng ăn cháo rồi không? Có hôm thì làm cơm. À, ông ngồi đây này ông. Đấy, ông ra đây ngồi đây một chút này. Chuột này thì bắt đâu về không? Bấy ở đây mà. Bấy ở đây à? Thế là tối hôm nay là hai ông cháu là món thịt chuột với lại cơm à? Cá còn không ông? Hả? Cá còn không hay là hết rồi? Hết rồi. Cá. Hết rồi à? Thế lần sau cháu xuống đây cháu mua cá cho nhá. Mua cá mua thịt cho nhá. Phải đến ngày chợ thì người ta mới bán thịt được. Chứ ngày không phải chợ thì người ta ít khi bán lắm. Đấy, hôm nay thì cháu xuống nó lại mang thêm là hai túi quà này rất là lớn này. Bây giờ thì ông đi vào trong nhà một chút nhá. Nhá, ông với Mạnh đi vào trong nhà một chút đi. Nào để chuột lên cao cao thì không được tí là nào để lên trên này một tí đã Mạnh nhá. Đấy Mạnh đi vào đi, đi theo ông đi vào nhà đi. Mạnh đi theo ông đi vào nhà đi. Một cậu bé mà năm nay mới có 5 tuổi đâu cô bác ạ, chưa biết cái gì mà bố mẹ của mình đã bỏ đi rồi. Ở đây thì mẹ đã bỏ Mạnh đi rồi, còn người bố thì không biết là hiện tại là còn sống hay đã chết rồi cô bác. Chưa biết là tin tức gì. Hai ông cháu hiện tại ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà rất là nhỏ luôn cô bác, không thể biết là nói như thế nào luôn rồi. Đấy. Đấy ở trong nhà. Hả? Đấy, khi mà nấu cơm thì khói vào nhà khá là nhiều cô bác ạ. Đấy, nào. Đấy. Đấy ông nọ thì phần trên thì cũng được là cháu Lực với lại ông là sửa lại hết rồi. Và phần xung quanh này thì cũng được cháu Lực quay lại hết rồi. Đấy, giường ngủ của ông thì ông là gấp gọn rất là gọn gàng này cô bác nào. Nào Mạnh ngồi đây nào, ngồi đây với chú nào. Đấy, Mạnh ngồi đây với chú một chút nhá. Hôm nay Mạnh có biết là chú lấy gì cho không? Mạnh có biết không? Chưa biết đâu. Mạnh chắc là chưa có biết đâu cô bác ạ. Này ông đeo cái này một chút nào. Bây giờ thì cùng ông là bóc ra cái phần quà nào cô bác. Ở đây là quà đây là có bác Chiêm là bác ở bên Bắc Hà. Là bác ấy gửi cho ông. Hay còn là trước khi vào bóc thì có
cũng là một, cũng là bác, và bác Giang, bác ở bên, cũng là bên Bắc Hà. Đấy. Bác có gửi cho ông là 200 nghìn nhá. 200 nghìn nhá. 200 nghìn à? Vâng, đây là bác Giang nhá. Đấy, để nếu mà ngày chợ ấy thì ông đi chợ là mua thêm thức ăn. Cái phần quà 200 ngàn này là của bác Giang nhá. Bác ở bên Bắc Hà, Bắc Hà Lào Cai đấy, là gửi. Đúng rồi ông. Ông có biết Bắc Hà không? Chưa biết đâu. Chưa biết à? Thế ông biết Lào Cai không? Lào Cai cũng được đi, chưa đi đến. Nhưng mà biết là biết đúng không? Vâng, biết là Lào Cai rồi. À, là chưa được đi đúng không? Đấy, ông gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tới bác Giang nhé. Vâng. Chào bác Giang, tôi xin bác Giang cho tiền cho tôi xin bác Giang. Bác Giang nhé, xin cảm ơn. Chúc bác Giang nhiều sức khỏe nhé, khỏe mạnh nhé, bác Giang. Tôi thì khổ lắm rồi, cùng cháu ở một nhà nhỏ thế này. Chả đi đâu được, đi thì cháu cứ theo. Hôm nay là thứ bảy là Mạnh không đi học à ông? Ừ, thứ bảy không đi học. Thế là thứ bảy là ở nhà, thế là sáng nay là Mạnh ở nhà ăn gì? Nào, nói cho chú nghe xem nào, bỏ mũi ra. Sáng nay Mạnh ở nhà ăn gì? Ăn cháo thôi. Thế là tối cũng ăn cháo à? Cả ngày đều ăn cháo thôi à? Thế lần sau chú xuống thì chú mua thịt cho nhá. Áo đâu rồi, áo ấm này. Mặc tí nữa lạnh thêm thì mặc áo ấm nhá. Bây giờ thì chắc là vừa rồi em Mạnh cô bác, Mạnh ngồi ở gần cái bếp củi, thành ra là chưa có lạnh máy cho nên là không có mặc. Và ở đây là cái phần quà là của bác Chiêm nhá. Là của bác Chiêm, bác không biết ở bên Bắc Hà. Ở đây thì hiện tại là cháu Đức chưa biết ở trong là gì cả cô bác. Chỉ nhìn qua sơ qua là biết là có chậu này, có chăn này. Ở đây là có gồm là hai cái chậu nhá. Hai cái chậu để ông tắm giặt cũng như là rửa rau nhá. Đây là hai cái chậu nhá, để đây cho ông nhá. Mở từng phần quà một cô bác ạ. Ông cất tiền này đi, không là tí là bay đi đâu ấy. Đấy. Mấy cái đồ rửa bát này ông có chưa? Chưa có. Chưa có đâu à? Cái này là cái rửa bát nhá. Cái này là cái rửa nhá. Cái này là cái để mà mình cọ nồi nhá. Nó mà dính ấy. Đấy. Rất là thơm này. Thơm không Mạnh? Thơm à? Này thì để tắm nhá. Đây là xà bông tắm nhá ông nhá. Đây là xà bông tắm nhá. Cái này lúc mà tắm rửa cho Mạnh hay là cho ông ấy thì dùng xà bông này nhá. Đấy. Thì là ở trong túi này ông nhá. Rất là thơm đấy. Đấy, để đây. Chưa bao giờ thấy đâu không? Đấy, và đây là chăn nhá. Ôi, đây là chăn. Đấy, ở đây là một tấm chăn là để cho hai ông cháu đắp nhá. Đây, ở đây là cô bác có ghi là gửi hai ông cháu Mạnh này. Đấy. Mạnh có chăn mới có thích không? Thích à? Thế tối này lấy chăn này đắp nhá. Lấy chăn này giải nhá. Tối thì ông lấy chăn này giải, ông lấy chăn này đắp nhá. Đấy. Để lúc nào thì cháu lại mua đệm cho ông. Đấy, chăn thì giá được sẽ không có bóc ra đâu cô bác ạ, chăn đấy. Ôi, Mạnh có bị ốm không? Tắm à? Tắm phải là đun nước ấm tắm lại ông nhá. Đây, à đây. Cái này là để giải ông nhá. Cái này là để ông giải cái ông giải một chiếc tấm chăn to cái vào này. Xong là giải lấy tấm này giải lên trên. Đây để hai hôm nữa cháu mua đệm cho thì lấy tấm này mà giải nhá. Đấy, thảm trải giường gửi cho hai ông cháu. Đấy, ở đây thì bác những cái lời dặn dò của bác ở ngoài cho cháu Lực cũng như là điện thoại thì bác còn kèm theo là ở trong bác ghi rất là rõ ràng này cô bác này, sợ là cháu Lực hay quên đúng không bác. Đấy. Còn đây là xem là cái gì nào. Ồ, đây là sứa nha. Mạnh có thích sứa không? Thích à? Bà gửi cho thì phải biết cảm ơn bà nhá. Đấy. Đây, ở đây thì hai dây sứa đây. Có uống luôn sứa không hay là tí nữa uống? Đói chưa? Đói rồi à? Thế đói thì chú bóc cho một dây để uống trước nhá. Mạnh thì bảo là đói rồi đấy cô bác ạ.
Thế ông với lại Mạnh thì hôm nay là mấy giờ ăn cơm? Sáng là sáng 9 giờ ăn. 9 giờ ăn á? Và đến bây giờ? Thế là hai ông cháu ăn đến bây giờ? Ôi rồi. Bây giờ là gần là 5 giờ chiều rồi các bác ạ. Thế là một ngày hôm nay là ông chỉ ăn có hai bữa thôi à? Thế rồi. Đây Mạnh. Cháu xin. Hai tay khoanh. Rồi đây, cầm đi, tay tự cầm đi. Đấy. Cái này là sứa để cho Mạnh nhá. Sứa để cho Mạnh nhá, sứa này ấy. Còn cái bánh này thì chắc là bây giờ hai ông cháu cũng đói rồi đấy nhỉ. Ăn bánh một chút đã nhá. Ông thì ăn tạm bánh này một chút đi ông. Đấy, ăn đi ông. Bóc ra ăn đi. Mạnh thì ăn thêm một hộp sứa với lại cái bánh nữa cô bác ạ. Mạnh nói với cháu Lực là rất là đói rồi. Đấy, từ từ nào, ăn bánh một tí lại ăn sứa. Đây. Đấy, ăn đi. Cháu xin. Rồi. Đấy, bánh này thì để hai ông cháu là ăn nhá, cả sứa nữa nhá. Ôi dồi ôi, ăn này cô bác này, lần chắc là lần đầu tiên được ăn rồi. Ngon lắm. Nào, ăn đi, đói rồi đấy cô bác ạ. Có ngon không? Ngon à, ngon thì ăn đi, ăn hết đi. Bánh này thì mềm thôi thì hai ông cháu cũng ăn rất là dễ dàng cô bác ạ. Ông thì răng thì vẫn còn khỏe cho nên là chưa có yếu quá mấy cô bác ạ. Bây giờ là ăn một cái thôi nhá. Xong là uống sứa thôi nhá. Xong là tí lại tí mới ăn được cơm nhá. Thế ông là gạo của ông là mang đi bán, mang đi bán hay là mang đi làm gì ông? Gạo á? Đúng rồi. Không bán đâu, mang về ăn đấy. Mang về ăn thôi à? Đi sát, đi sát à? Vâng. Thế là bây giờ còn một bao thóc này thôi à? Bao nữa. Ôi ôi. Sát về. Ba bao đi, sát hai bao về. Thế bây giờ hai ông cháu cái tài sản duy nhất của bác này chỉ còn là thêm là hai cái thêm là một bao thóc thôi. Còn là lợn gà nhà ông thì có một chút. Đây thì lại có dép này. Ôi dồi ôi, nhiều đồ lắm này. Cả tất này. Đấy. Uống hết sữa chưa? Uống từ từ thôi nhá. Đây, dép này là dép của ông nhá. Đấy, dép này là dép của ông. Còn cái đôi dép này là đôi dép của Mạnh nhá. Đấy. Mạnh nhìn có thích không? Con gì đây? Con gấu bông à? Đây đây, chú để đây cho Mạnh nhá. Gấu bông của Mạnh nhá. Đấy, còn tất này thì là cũng là tất của Mạnh nhá. Nhìn thấy tất không? Tất gì đây? Con gì đây? Siêu nhân à? Uống uống hết chưa chú Sơn à? Hết rồi. Uống cho hết đi. Uống cho hết xong là à, nói chuyện với chú thì chú mới cho, chứ không là một tí chú không cho nữa đâu. Đấy, uống từ từ thôi. Đấy, uống để đây một lúc, tí nó lại uống tiếp. Đấy. Rất là đói rồi, cô bác ạ. Nhìn cách của Mạnh ăn đấy. Mạnh, ông có bao giờ mua sứa cho này cho Mạnh để uống như này không? Không, không có tiền mua cho nó ăn đâu. Không có tiền mua à? Nếu mà những lúc ông mà đi mấy củi đi bán thì thường là mua cái gì ở chợ về cho hai ông cháu ăn? Mua kẹo, mua bánh mì nhỏ nhỏ, lấy bánh nhìn đi cho nó. Cho nó ăn à? Hết chưa? Chưa đâu à? Mạnh thì khá là đói rồi cô bác ạ, vừa rồi thấy đói quá thì cho ăn hai cái luôn. Ông ơi, Mạnh là bây giờ lạnh rồi, ông lấy cái áo khoác mới cho Mạnh ra đây, cho Mạnh mặc đi. Đây, cả tớt nữa. Mà lạnh run hết người rồi cô bác ở đây này. Ôi,
Trông rất là tội của bác, vừa ăn mà vừa run luôn. Rất là đáng thương, rất là tội. Không có đấy chứ. Hay ở đây cũng có một cái này, mặc cái đấy cho mạnh nữa. Rồi, dậy lên mặc áo đã, dậy lên cho ông mặc áo đã, lạnh quá rồi. Lạnh run hết người, run như cái sấy luôn của bác ạ. À. Từ từ ở đây. Đấy. Vào mùa đông như này là ông không để làm mạnh là không có áo khoác nhá. Đấy, ngồi xuống đi mạnh nào, ngồi xuống. Nào, chú đi tất cho. Tất của mạnh hôm nọ là cháu cũng mua cho khá là nhiều đôi rồi. 6-7 đôi rồi. À đâu, 4 đôi sao đúng không? Tôi ở trong túi đâu được. Đấy, thì ông chịu khó là đeo tất cho mạnh tí. Ở đây thì không phải là mạnh có ít đôi đâu nhá. Đấy, không là mạnh, không là ốm ra đấy thì là hai ông cháu là không biết là làm gì đấy. Ôi, lạnh quá rồi cô bác ạ, run. Rồi, lạnh quá rồi, ra đây chú xem nào. Ra đây, chú xem nào. Ngồi với chú cho nó ấm đi nào. Đây, cái đấy cũng là đôi của mạnh. Bây giờ đang ngồi mà cảm thấy như là mạnh là như kiểu bị co giật đấy cô bác. Lạnh. Đấy, còn đây là đôi giày của mạnh nhá, ông nhá. Đấy. Mạnh có thích giày này không? Thích à? Hãy ngồi đây với chú một chút, thì tí nó ấm rồi. Hãy ngồi như này nào. Buổi sáng đi học thì đeo giày cho mạnh nhá, ông nhá. Đây này. Đấy, đeo giày cho mạnh, mạnh thì có 2 đôi giày rồi. Đấy, đeo cả đôi ủng nữa. Con này con gì đây? Hả? Siêu nhân. Rồi, đấy có cả tất cho mạnh nữa này ông nhá. Còn là áo, quần này là quần của ông nhá. Đây. Là quần của ông nhá. Đây cũng là quần của ông nhá. 2 cái quần nhá. Ông thì hiện tại là còn quần không? Ông có quần không? Có đâu, mà quần sóc này. Có bao nhiêu cái quần? Ông có bao nhiêu cái quần? 2 cái thôi mà. 2 cái à? Thế đây thêm là 2 cái nữa là 4 cái ông nhá. Đây, gửi cho 2 ông cháu của bác này. Ở đây thì bác chiêm mà bác rất là kỳ tính của bác ạ. Đấy, đây nữa ông. Đấy, đây là áo khoác của ông nhá. Đấy, áo của ông này. Đấy, xem đây là có thêm cái gì nữa nhá. Mạnh nhá. Đây xem nào. Đây là cũng là áo này. Đây áo này liền cho Mạnh ông nhá. Đây áo cho Mạnh nhá. Áo này thì có vẻ là rất là ấm đấy ông ạ. Đây bên trong. Ôi. Mạnh như kiểu bị ốm hay sao rồi. Đây áo này cũng là áo của Mạnh ông nhá. Đấy áo của Mạnh như này là vừa rồi. Khá là lạnh của bác ạ. Đây. Áo này cũng là áo của Mạnh nhá. Đây ông nhá. Đấy, quần áo này thì bây giờ là ông là mặc cho Mạnh đi nhá, đừng có để đấy nhá. Những lúc mà cháu xuống thấy mặc phỏng phanh mỏng manh như này là cháu không thích đâu nhá. Quần áo thì cháu mang xuống cho ông là rất là nhiều nhá. Đấy, đây này. Đấy, rất là nhiều áo luôn ông nhá. Đấy, áo còn áo đẹp nữa đây này. Mạnh có thích áo đây không? Thích à? Đấy còn đây là quần nhá, ông nhá. Đấy, quần thì 2 cái rồi. 3 cái rồi. Đấy, 4 cái. 5 cái. 5 cái quần ông nhá. Còn áo len là đây, ui Mạnh ơi này, đẹp chưa? Thích chưa? Thích à? 1 2 3 4 5 một áo khoác, một cái áo khoác này, 2 này, 3 này, 1, 2 này, 3 này, 4, 5, 5 cái áo len, à đây, 6 cái áo len, đấy, 6 cái áo len nhá. Ui, như này thì quá là vừa Mạnh luôn, tại vì các bác mua cho là hai ông cháu là mua cho to to ra một chút để năm sau nữa Mạnh còn mặc được.
Để gửi cho hai ông cháu Mạnh này. Đây, đây cũng là cái áo phao của Mạnh nhá. Ông nhá, ngồi đây này, đẹp chưa Mạnh ơi? Đấy, đẹp chưa? Đấy, phần quà của cô Chiêm gửi cho thì cháu Lực cũng đã bóc ra hết rồi. Cô bác ạ, không biết là còn thiếu sót cái gì không? À đây là hai cái rẻ để giặt giặt áo nhá, để giặt rẻ dầu rửa bát. Đấy, ở đây thì những cái phần quà của cô Chiêm gửi cho hai ông cháu cô bác, cháu Lực cũng đã bóc ra hết rồi. Đấy, xem là thay luôn cho Bệnh, cho Mạnh là một bộ đó, một áo đó. Chú thay áo cho nhá, nó thay áo mới cho nhá. Rồi, nào đứng dậy đây. Nào, bỏ cái áo này ra. Bỏ khoác ra. Đấy, ông thì cũng làm mà khá là nhiều công việc cái cô bác, thành ra là nào ngồi xuống đi Mạnh, nào ngồi xuống. Đấy, làm khá là nhiều công việc, thành ra là cháu cũng chỉ chơi quanh quanh là ở khu này thôi, cô bác cũng không có đi đâu xa. Ôi giời ơi. Này, kéo xuống. Đấy. Đấy, kéo xuống. Bên này nữa. Mạnh là biết tự mặc áo chưa ông? Hay là phải mặc cho? Biết à? Tự biết. Tự biết rồi đúng không? Không biết đóng cúc. Không biết đóng cúc à? Đấy. Nào, đứng dậy nào, chú kéo cho. Đấy. Đấy, phải như thế chứ. Phải như thế thì mới ấm được chứ Mạnh ơi. Đấy, lúc nào mà lạnh thì kéo áo này lên. Đấy, ở đây thì nó đã... Đây, quay ra bên này chú xin nhìn nào. Quay ra bên này, đó. Đẹp chưa? Hả? Thích không? Nhưng mà phải ngoan nhá. Khoanh tay xin bà đi, con xin bà. Nhìn ra kia. Con xin bà. Con xin bà. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Ôi, ra đây. Không có một chút nữa, như kiểu là hơi ấm nào của bác ạ. Nào quay, nào khoanh tay ra kia. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Con xin bà. Con xin bà. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà đã gửi nhiều quần áo cho con. Cảm ơn bà đã gửi nhiều quần áo. Nhiều quần áo cho con. Nhiều quần áo cho con. Rồi, đi lớp rồi thì bây giờ... Bây giờ đi lớp thì có áo mới để mặc luôn nha. Đấy. Áo này thì ông lại cất đi cho Mạnh nhá. Cất ra lại cất ở tí ông cất vào túi bóng nhá ông nhá. Đấy, ông cất vào túi bóng đi ông. Gấp gọn gàng và xong là cất vào túi bóng cho Mạnh. Đấy, cứ mỗi hôm là ông mặc cho Mạnh là một áo nhá. Đấy. Đấy, ở đây thì ông cũng có này, Mạnh cũng có này. Đấy, ông cất để vào đấy. Quần này là vừa nãy cháu có bảo bao nhiêu cái nhỉ? Quần đấy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái quần nhá ông nhá. Đấy, quần đẹp không? Đẹp à? Đấy. Đây, ở đây là những cái lời mà bác Chiêm, bác ấy dặn dò cho Lực cô bác ạ. Biết con gì không? Siêu nhân á. Mạnh có đồ chơi cái nào không? Mạnh có cái gì để làm đồ chơi không? Không có. Không có đâu à? Thế Mạnh có muốn đồ chơi không? Muốn à? Thế Mạnh muốn đồ chơi gì? Đồ chơi siêu nhân. Đồ chơi siêu nhân á? Nhưng phải ngoan, lần sau chú mua cho nhá. Rồi, nào. Khá là lạnh của bác ạ, rất là tội. Đấy, tối nay thì đắp chăn đây ông nhá. Ai tất của Mạnh thì cũng có nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đôi, 10 đôi. Cộng cả 4 đôi kia là 14 đôi ông nhá. 14 đôi như này thì lúc mà Mạnh đi học về ấy, thì là giặt rũ đi cho nó khô đi ông nhá. Đấy. Giày của Mạnh nữa. Đấy, nào, Mạnh thử xem nào, không có vừa không? Ấy, chân run đấy. Ông rửa sỏ cho Mạnh xem nào, cho vừa không? Chân này, chân bên này Mạnh ạ. Ôi, vừa zin luôn này, ông ạ.
Đấy. Mai đi học thì làm như này thôi, Mạnh nhá. Đấy, một chân nữa. Cho chú đeo cho à? À, này chú đeo cho. Đấy, buổi sáng đi học thì cô bác ạ, ông đã phải ông với Mạnh là dậy từ 5 giờ rồi. Dậy từ 5 giờ là đưa Mạnh đi học phải không ông? Đấy, ông có vui không khi mà được các bác quan tâm tới ông, được bác gửi rất là nhiều quà đấy cho hai ông cháu như này? Vui à? Các bác chứ cho cháu mặc không có tiền mua cho đó. Thích đôi... nào dậy nào. Thích cho cháu mặc nhưng mà không có tiền à? Thì gì cũng đúng thôi. Nào quay đây với chú. Nào bây giờ đi. Cũng đúng thôi cô bác ạ. Bây giờ ấy muốn cho cháu mặc bằng bạn bằng bè nhưng mà không có tiền thì biết làm sao được. Đấy, có tiền chỉ biết là cách tốt nhất là mua đủ gạo này, đủ mắm muối này cho hai ông cháu thôi. Buổi sáng thì đeo giày đi học Mạnh nhá. Nhớ chưa? Rồi. Nào, quay chân kia chú bục lại cho. Đấy. Chân này. Đấy, chân này rồi, đúng rồi. Đấy. Chú buộc cho để đẹp, cho nó đẹp nhá. Đấy. Đấy, như này thì ấm áp hơn một chút rồi cô bác ạ. Hãy ngồi xuống đây với chú nào. Đấy. Ông gửi một lời cảm ơn tới bác Chiêm ông nhé. Gửi một lời tới bác Chiêm cho tôi quần áo đẹp, vui vui lắm. Cho tôi xin chúc mừng em Mạnh Khẽ. Có bác Mạnh Khẽ. Tôi xin nhé. Cảm ơn. Đấy, để mà ông mà có tiền thì ông còn không dám mua những đồ như vậy đúng không? Đúng rồi. Nếu mà nếu mà bây giờ ông có tiền thì ông sẽ để làm gì? Tiền để mua muối cho cùng cháu ăn thôi. Cho cùng cháu ăn à? Vâng. Đấy, khi mà cháu đưa tiền cho ông ấy thì ông đi mua ít thịt về. Vâng. Để mà hai ông cháu ăn cơm, cải thiện bữa cơm một chút. Vâng. Đấy, bây giờ gọi là hai ông cháu thì đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt lợn ở nhà, ở cái ngôi nhà này? Này không được, hơn tháng không được ăn, chứ được ăn cái gì? Được hơn tháng là chưa được ăn thịt à? Vâng. À, đi đâu được, đi thì cháu mình ở nhà, à. Đi học thì nữa đi lại về, quay lại về nhà. Thế là mối Mạnh là ở đi đến lớp là có thịt để ăn thôi. Vâng. Chứ còn nếu mà ở nhà là không có thịt để ăn. Không có đâu. Thế còn nếu ông là muốn có thịt ở nhà ăn thì ông muốn ăn thịt thì ông làm như thế nào thì mới có tiền để đi mua thịt về? Không thiết ăn ông bổ quỳ đi bán một hai bát thì mua một lạng, ba bốn lạng thế này về ăn thôi. Lạng. Một bó quỳ của ông bán thì được bao nhiêu tiền? Bó thì bây giờ bác đi chuẩn trừ bán thì được 30.000. Được 30.000 từ đây đến chợ? Vâng. Một cái quãng đường mà phải nói là rất là xa của bác ở đây ấy. Từ đây đến xá, cái chỗ mà cháu Lực đang ở hiện tại ấy, thì rơi vào tầm độ là hơn 14 cây. 14 cây mà toàn lên dốc của bác, không có chỗ nào mà xuống dốc một chút nào cả. Ông thì thuộc gọi là ở dưới chân đồi rồi, ở gần cái suối rồi của bác. Cái suối hôm nọ mà cháu Lực ghi hình ấy thì đã gọi là ở vào trong cái hộp nhất rồi thì nó mới có cái suối như vậy. Ông có từng ra cái suối kia để mà ông bắt cá hay là bắt ếch để đi bán chưa? Đi bắt cua, bắt ếch chưa? Cua thì bắt được, ếch thì thời này là không có rồi. Thời này thế trước mùa này cơ ông? Tầm trước mùa này cũng không có rồi. Cũng không có à? Xoay nhiều lắm. Người ta xoay nhiều không có à? Vâng, suối này cá không có đâu. Dốc quá thì cá không lên được. À, dốc quá thì cá không ở hay là không lên được? Không ở được, không lên được, còn thác cao mà. À. Cá nó không lên được, không có cá. Ừ.
Cháu thấy cái suối này cũng chảy rất là xiết đấy đúng không? Vâng. Đến mùa có nước thì nó chảy xiết không? Chảy vâng. Nhiều không? Nhiều chứ. Không qua được đấy. Không qua được. Thì mưa tháng 5, tháng 6 đi. Lúc nào mưa thì không qua được đâu. Nhưng mà nhà ông ở gần suối như này ấy, thì thật sự ra thì cháu nói với ông là ông làm gì ấy thì luôn luôn để ý tới Mạnh nhá. Vâng. Tại vì là nhà ông rất là gần cái suối. Sợ rằng là Mạnh đi vào đấy chơi chơi cũng như là bị té cái là đi xuống suối là không có lên được nó rồi đấy. Ừ. Cháu thì nó lên mùa học thì đi toàn đi học không ở chơi. Tối về là tối là ở nhà luôn. Ồ. Thế còn như ông thì cho cháu hỏi thì biết ông có biết ra một chút tung tích nào của người con của ông nữa không? Con ông á, con bác á. Đúng rồi. Không biết, nhưng chả biết ở đâu. Không biết ở đâu. Vâng. Đi tin tức gì không biết. Không biết ở đâu. Thế là Mạnh là trước kia là đẻ ở cái ngôi nhà này hay là đẻ ở chỗ khác không? Đẻ gần bà cùng bên chi. Đẻ nhà bé. Nhưng mà cái nhà bên kia là ông là ở nhờ với lại em hay là như nào? Nhà trước ba anh em cùng bà cụ ở mà. Không chia nhau là à. Khác về đây ở rồi. À là khác về đây có nghĩa là Mạnh là đẻ nhà bên kia. Nhà bên kia xong là em của chú là hay đi uống rượu về xong là nói Mạnh đúng không? Nói Mạnh nói ông đúng không? Vâng. Thế là ông mới là ra cùng với lại con của ông làm ra ở riêng à? Vâng. Thế ra ở riêng như này thì ông có được chia nhiều tài sản không? Không có gì chia đâu. Bố mẹ cũng bố mất rồi, mẹ còn nhưng mà cũng nghèo có, không có gì. Về cũng được một bao thóc rồi. Thế cho. Thế bây giờ thì ông bà cụ thì còn không ông? Ông bà cụ thì còn. Ông bà cụ bố mẹ của ông ấy. Ừ, bố còn mẹ. Bà mẹ. Còn thì cũng còn. Còn mẹ à? Vâng. Thế mẹ của ông thì đang ở với ai bây giờ ấy? Ở với chú Út đi. Ở với chú Út à? Vâng. À là chú Út là có chịu trách nhiệm là lo cho mẹ của ông đúng không? Vâng. Nhưng mà chú Út của ông thì có như kiểu là ghê gớm hay uống rượu phải không? Có, toàn uống rượu. Đây về nó có chửi. Ở đâu ở? Cháu mày nó cứ về nhà chú ăn cơm mái à, đi đâu thì đi là có nghĩa là đổi thẳng cổ ông ra ngoài đúng không? Vâng. Nhưng mà cái chuyện đấy là từ 4-5 năm về trước hay là mới đây thôi? Nó từ 3 năm thôi. 3 năm à? Ồ thế cũng lâu rồi chứ. Đứa nó còn bé chưa biết đi. Ờ à, thế là ông mới lại điệu Mạnh là ra bên này là ở cái ngôi nhà này đúng không? Vâng. Ở đây mới khác làm nhà đây ở bé đây ở. Ồ thế là như là cho cháu hỏi một chút thì người vợ của ông ấy thì còn hay là đã mất rồi không? Vừa cũng mất rồi, mất. Đúng rồi, lấy về cứ bị ốm, lấy được 13 năm thì cái thằng quan cũng lớn bằng cháu mẹng này thì mẹ nó cũng mất. Lấy con trai đi đâu không biết, lấy vừa xong bỏ, vừa cũng bỏ đi, nó cũng đi. Thế là như là ông là với lại thế là ông với lại bà thì có được một người thôi à? Vâng. Có được một người là bố của Mạnh đúng không? Vâng. Thế là đợt đấy là bà là cũng ra đi rồi à? Ừ, bà nó ra đi trước mới có được nhà người. À, thế là lúc bà đi thì bố nó lớn à là bố bà. Của Mạnh là bằng Mạnh như hiện tại bây giờ. Vâng. Thế người phải nói là không biết là nó cái số hay là như nào không bác. Người vợ của ông thì mất khi mà lúc mà con của ông là bằng tuổi Mạnh hiện tại và đến thời điểm hiện tại thì lại cũng đến lượt Mạnh. Mẹ thì bỏ đi, bố thì bị lừa sang Campuchia không biết là còn hay là mất đâu các bác ạ. Đấy. Tối nay là hai ông cháu là bây giờ công việc của ông thì đã làm hết chưa? Còn cái gì nữa không? Thế là phải đưa cháu cho bà cái cần đục ở dưới này. À. Cháu. À. Hay bây giờ thì ông dọn dẹp cái này một chút nhá. Tối nay thì cái này là để làm giải ông á, giải để ngủ nhá. Vâng. Còn cái này là cái chăn nhá. Đấy, đồ của Mạnh thì ông lại cất đi một chút nhá. Vâng. Bây giờ thì chú với Mạnh ra ngoài một chút nhỉ? Nha, đi ra bên ngoài đi. Ra bên ngoài một chút.
Đấy, ngôi nhà của ông thì phải nói là khi mà cháu Lực đứng cái chỗ cao nhất này của bác này thì hơn người cháu Lực khoảng tầm độ là hơn đầu cháu Lực còn tầm độ tầm là 10 đến 2 phân thôi. Còn như cái chỗ mà ở phần cái vách nó, cái mái của nó ấy, thì là không có đứng được rồi. Đấy, hai ông cháu thì ngồi ở đây là nấu cơm luôn các bác ạ. Khi mà nấu cơm ấy thì khói đi vào trong nhà rất là nhiều, không có ngồi được luôn. Mạnh là ở nhà biết nấu cơm không? Không à, thế ngồi đây cho đỡ lạnh đi. Đây là đang ủ rồi, bây giờ là tối nay là ăn cơm, đang ủ rồi. Đây, tối nay là ăn cơm với lại thịt chuột của bác ạ. Mạnh thì bé tí thôi mà đã biết là nhóm bếp ở đấy cô bác ạ. Thế tối nay là Mạnh ăn thịt chuột à? Bây giờ thì phải là hay buổi tối thì đây là cái bẫy chuột này cô bác này. Đây, cái bẫy chuột của hai ông cháu đúng cô bác này. Ui. Đấy, dùng cái bẫy này để đi bẫy chuột về để cũng như là làm mặt thức ăn, xong lại đem có khi là mang đi bán nữa. Và ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là trên này có những quả đu đủ ấy, chắc là tối nay là hai ông cháu lại sẽ ăn canh đu đủ. Hay còn về cái phần ngôi nhà của Mạnh với lại ông thì hiện tại cháu Lực cũng đã là dùng bạt này cô bác này để mà quay lại cái phần hết ở bên trên ngôi nhà rồi, và cũng như là trong bên nhà nữa thì sẽ giảm đi được một chút những cái điều mà may mắn mưa khi mà dột xuống, cũng như là phần ngoài khi mà gió lùa về. Gió lùa thì mùa đông này rất là lạnh lẽo luôn cô bác ạ. Đấy, Mạnh thì mặc áo xong ấm chưa hả? Chú vẫn chưa ấm á? Ồ, vẫn chưa ấm thì đi ngồi ở kia sưởi lửa đi. Đấy, vẫn chưa ấm thì cô bác này khi mặc trên mình hai cái bao. Ông nhóm bếp một chút đi để Mạnh sưởi ấm một chút. Cái này là ông lập để ông sẽ làm cái gì ông chỗ này ấy? Lập ra làm nhà bếp đấy. Làm nhà bếp à? Thế thì ông còn bạt không? Chỗ này thì chắc là lấy bạt để lập thôi chứ ông? Bạt ở nhà thì còn không ông? Nọ là còn à? Thế là còn thì ngày mai là ông lập nốt đi. Ở bên phần ở phía bên này của bác này thì cũng ông thì cũng ở nhà là tự đi lấy cây về chẻ để mà đan để cho nó không có gió bị lùa một chút. Còn đi xuống phần dưới ngôi nhà của ông cô bác thì trâu thì là ở dưới này luôn, còn người thì ngủ lên trên luôn cô bác ạ. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là ông có thêm là một hai con gà này cô bác này. Đấy, chưa thể nói là một đàn gà được. Đây thì chắc là đàn chắc là có cả gà nhà hàng xóm là xuống đây thêm nữa thôi. Đấy, không biết là con lợn này có phải lợn của nhà ông không? Hôm nọ thì ông nói với cháu Lực rằng có một con thôi. Con này thì chắc là lợn của nhà người ta là sỏng ra thôi cô bác ạ. Đấy, một cái ngôi nhà như này phải nói là nếu mà có một cái trận mà gió to ấy, thì có thể là bay luôn cô bác. Ở đây thì cháu Lực không biết là ông đã trải qua là những cái đêm nào ở trong cái ngôi nhà này rồi. Đi vào đây để hỏi ông thêm một chút nữa cô bác. Thế ông thì cho cháu hỏi một chút ấy, thì cái ngôi nhà này để vào đến mùa mưa ấy, mùa gió to ấy thì là hai ông cháu ngủ như thế nào, làm sao mà ngủ được? Nó không dám ngủ đâu, sợ nó đổ. Sợ nó đổ á? Vâng. Thế thì trong trường hợp đấy thì ông chạy đi đâu? Ông chạy xuống xuống đường này ngồi xem rồi sợ nó cái nhà đổ đi, con cháu nữa mới đi non tre. Ừ, có lúc rồi đi bới tre này ngồi góc nó thôi. Ôi, cái nhà này không dám ở, mưa to gió bão đây. Thế là đến cái lúc mà mùa mưa bão ấy thì ông là chạy trốn bằng cái cách mà đi xuống cái chỗ chuồng lợn này, cũng như là đi vào cái bụi tre để mà ông với Mạnh là chú à? Vâng. Thế nếu mà vừa mà gió to mà vừa mưa thì hai ông cháu thì làm như thế nào? Chia ni lông, chia
chẳng đi đi về nhà. Che là che hai ông cháu à? Vâng. Thế là cứ ngồi co ro ôm cháu dùng ni lông để che từ trên đầu xuống này à? Vâng. Thế là còn đến như cái mùa hè thì ở trong nhà thì còn nóng không mùa hè? Mùa hè á? Đúng rồi. Ở đây cũng chả nóng mấy, nó cái hùm mà. À dưới hùm thì không nóng nữa nhỉ? Vâng. Đấy, khe suối thì ở ngay dưới chân dưới này luôn cô bác này, khe suối chỉ cách độ đâu đó tầm là 100 đến 200 mét thôi. Đấy, ở đấy thì rất là sợ là điều rằng là Mạnh ấy, khi mà lớn lớn như này rồi đi xuống đấy mùa hè đi xuống cái tắm ấy. Mùa hè thì Mạnh không có đi học rồi đúng không? Vâng, mùa hè nghỉ hè không đi. Đấy. Ui, khói đi ở trong nhà khá là nhiều cô bác ạ, cái bếp này. Cái bếp như này nếu mà vào mưa to thì ông nó chả dột đi vào trong nhà nó hết rồi ông? Nó chả chảy đi vào đây ở đây cao hơn đấy. Cao hơn đấy, lúc nó mưa to thì vậy. Đào đây làm cái mưa. Đào, à, chỗ này là ông đào làm cái ránh đúng không? Cái ránh đi thoát nước. Mưa to thì sao nấu cơm ăn được, vô cái này chẳng mưa mới làm ăn được. Tạnh mưa mới làm ăn được. Vâng. Thế như ông bây giờ ông đang như thế này thì làm sao mà cháu nhìn thấy là gà này là đàn gà con ấy, thì có phải đàn của nhà nhà ông không? Không, nhà cháu ở trên nó là xuống đây thôi á? Xuống đây thôi mà. Ồ, ấy, thế là cái đàn gà này là không phải đàn gà của nhà ông đâu các bác ạ. Ấy, chắc là thấy là nhà ông là có rơm ấy. Có rơm là để trên này, thành ra là gà mới xuống để gà bới tìm những cái hạt thóc rồi đúng không? Vâng. Hôm nọ lấy cái rơm ở cái mái nhà xuống thì nó cứ về bới đây mấy người. Hôm nọ nó không về đâu mà. À. Thế là gà nhà ông thì có hẳn có tổng cộng là bao nhiêu con? Có độ tầm 2 con không? Hay là 3 con? 2 con bé thôi. 2 con bé thôi à? Vâng. Cái này không phải đâu, đàn này. À. Cháu ở trên này. À, thế nhau nó về. À, ở đây thì mới gọi là bé, còn ông thì cũng gọi là thuộc dạng trung trung bình đúng không? 2 con trung bình và có thêm một con lợn đúng không? Ừ. Thế sao ông không bán lợn để cho nó an nhàn đi? Đỡ phải làm gì? Ừ. Mấy kia mà đến chết thì bán một nửa. Ông cháu mà nữ mình biết chắc bán đi mua thóc mua vào ăn thôi. À hết rồi. Thế còn lợn như này thì trước ông lấy tiền nó ra để ông mua được cho họ lấy về cho nuôi thì nó để à. Hai con nó cho một con à. Ba con nó cho một con à, là con mình là đi nuôi nhờ nhà người ta hết đúng không? Vâng. Thế còn như lợn này thì con kia là của con của nhà mình đúng không? Vâng. Thế còn một con mẹ thì ông là mang đi giả đúng không? Vâng. À, ở đây là theo như ông nói là nuôi giói của bác ạ. Nuôi để mà được hai con thì mình lấy một con. Và đến lúc mà mình không có nuôi được ấy, thì mình mang đi giả người ta. Còn trâu này thì bao giờ ông mới mang đi giả? Hay là không để mang đi giả được bây giờ ấy? Chắc có Tết đi thì lấy giả. Bây giờ còn lúc phân thì có cò. Thế mà qua Tết mà ông lấy trâu đi giả thì ông lấy cái gì để cày? Ông đi xin trâu người ta về cày hay là ông đi cày thuê cho người ta rồi ông lấy trâu người ta về cày ruộng nhà mình? Đi thuê cho người ta mới lấy trâu người ta về cày. À, là mình đi làm thuê cho người ta xong mình mượn mình lấy trâu của người ta về cày ruộng của nhà mình đúng không? Vâng. Ôi. Đổi cung à. Đấy là không phải là đổi công mà đấy là mình đi làm cho người ta xong rồi mình lại lấy trâu cho người ta đi. Vâng. Thế thì cho cháu hỏi ông đi làm bao nhiêu ngày thì người ta cho mượn trâu là một ngày? Thế thì người đi làm 2 ngày nó trâu nó cho một ngày. Là đi bằng 2 ngày là cho lấy trâu về một ngày. Vâng. Ui dồi. Ở đây là phải nói là cháu Lực không biết là nói như thế nào các bác ạ. Khi mà sức người thì chắc chắn là không bằng sức trâu nhưng mà về cái độ làm việc thì chắc chắn là con người thì sẽ nó làm công việc mà nó hiệu quả hơn nhưng mà ông thì ngược lại, ông thì đi làm 2 ngày công cho người ta thì ông mới mượn được là một ngày trâu về. Vâng. Nhưng mà mượn một ngày trâu thì làm sao mà mình cày được cả ngày đúng không? Không cày cả ngày đâu, một buổi làm cày khoảng 2 tiếng là nó không cho thả đi ăn cỏ rồi. Ồ, là có nghĩa là mỗi lần mình buổi sáng thì mình cày được 2 tiếng. Xong buổi chiều 2 tiếng là 4 tiếng thôi. Vâng, nó không cho làm cả ngày đâu. Là 4 tiếng thôi cô bác ạ. À. Thế nhưng mà ông, người ta có để ý không hay là mình, người ta cứ cho trâu mình về? Hay là người ta có về cùng ông này không? Về cùng ông để xem không? Nó không về, nó làm dụng này,
bao nhiêu buổi trâu cây hết thì đó mấy ngày. Đấy là người ta đã tính trước rồi đúng không? Vâng. Ôi dồi. Anh vừa nói là theo như những cái lời kể của ông của bác thì khi mà đi mượn nhà người ta về thì người ta cũng cực kỳ là mà để ý. Mà ở đây thì không phải là gọi là người ta cũng nhìn mình vào một cái góc mà thật sự rằng là bí bách quá rồi. Bí bách quá rồi cho nên người ta mới chèn ép như vậy của bác ạ. Rất là lần. Thế còn Mạnh như này thì ngoài người chú của ông nói thì còn có ai để nói Mạnh nữa không? Riêng chú nói thôi. Riêng chú nói. Cái bà vẫn thương, bà thím cũng thương, nhưng mà chú thương cũng... thương này thì có bao giờ mà mua quần áo cho Mạnh không? Không có, thương không thôi. Không chỉ thương gì. Không thôi. Ồ, đấy là không phải là gọi thương mà đấy là gọi là chỉ là không có nói gì thôi. Không có nói gì, nhớ tí thôi. Thế còn Mạnh thì đã có ai mua quần áo cho Mạnh lần nào chưa? Chưa có ai mua. Chưa có ai mua. Thế ngoài đôi bàn tay ra, đôi bàn tay của ông là chưa có ai mua cho đúng không? Vâng. Bây giờ thì cháu cũng xuống chia sẻ hoàn cảnh của ông ấy. Thì cũng được các bác gửi những cái quần áo hay là những cái phần quà đấy cho ông ấy. Thì ông không thể là để trong thời gian này lạnh. Thì ông không thể là Mạnh là lạnh như thế này nhá. Có thể là bây giờ Mạnh đang ngồi ở gần lửa thì sẽ hơi ấm ấm một chút. Đấy, nhưng mà một khi mà Mạnh nó đi ra ngoài ấy, thì ông phải mặc những cái áo khoác cho Mạnh. Thì mới không có run. Ấy vừa như vừa rồi ấy, hai ông cháu mình ngồi trong nhà ấy, Mạnh mặc cái áo, mỗi cái áo này phỏng phanh này, ngồi run cầm cập này. Đấy, phải chú ý đến sức khỏe của cháu một chút nhá. Mạnh mà có chuyện gì ấy thì bảo với cháu để làm sao mà cháu mà biết là mua thuốc này, thuốc thang cho nhá. Thì ông có suy nghĩ bản thân mình trong cái khoảng thời gian như này thì may mắn không khi mà gặp cháu thì được cháu chia sẻ lên và được rất là nhiều các bác giúp đỡ ông không? Có. Các bác thì cũng giúp nhiều rồi, quần áo, thức ăn nữa, cá nữa, cái gì cũng được ăn rồi. Đấy, ở đây là cháu với ông là coi như là có một cái duyên nào đấy. Cháu được bên anh trưởng thôn giới thiệu, thì anh trưởng thôn giới thiệu là hoàn cảnh của ông như này như nọ. Thì cháu cũng đi vào chia sẻ. Và cái phần duyên của ông gặp các bác, phần duyên của Mạnh gặp các bà. Đấy thì đấy là cái duyên là của hai ông cháu rồi. Tối nay thì ăn thịt chuột này của bác này. Cá hôm nọ là còn bao nhiêu con ông? Không có con. Còn một con à? Vâng. Thế đi để lần sau cho xuống thì cháu lại tiếp tục là mua cá hay là mua cả thịt cho ông nhá. Cá nó sẽ được lâu hơn. Vâng, cá được lâu hơn. Đúng rồi, thịt thì ông chỉ ăn được tầm 1 đến 2 bữa thôi. Thế thôi. Kể cả mình có mua tầm bộ 4 đến 5 cân về, mình thái ra mình xào luôn thì ăn không hết thì nó xào đi xào lại thì nó sẽ không ngon nữa. Đấy, và bây giờ thì hôm nọ cháu Lực cũng có ông ấy còn nướng cá của bác, thì có một số các bác nói rằng là mất vệ sinh ấy, nhưng mà bây giờ thực sự ra không có làm cách này thì không có biết cách nào để mà nó làm được chín lên rồi. Chảo thì ông cũng không có cái nào, mà nồi thì ông chỉ có một cái để nấu cơm thôi. Cái cá thì cũng này nướng qua thì khi mà mình nướng nó chín rồi mình phủi đi thì nó cũng sạch sẽ rồi. Thì rất là mong các bác anh chị sẽ hiểu cho cháu Lực cũng như là hiểu cho hai ông cháu ở cái thời điểm hiện tại và cũng như là hoàn cảnh hiện tại của hai ông cháu của bác. Mạnh thì lúc mà đi học ấy, đi học về ấy, giày của mình đôi nào thì mình phải nhớ nhá. Và tất của mình như nào thì mình phải nhớ nhá. Áo khoác của mình mang đi cái nào thì mình phải nhớ mình mặc về nhá. Đừng để quên ở lớp ở trường nhá. Không là bạn bè lấy đi ấy, đúng không? Đấy. Ở đây thì cháu Đức cũng biết là ở trên nơi vùng cao này, khi mà nhà trẻ quên quần áo ở đấy thì có khi là không có cam của bác, không biết là ai lấy đi, thành ra là không biết là tìm như thế nào nữa. Buổi sáng thì nếu mà ông quên mặc tất cho đấy, quên đeo tất cho đấy thì bảo là ông đeo tất cho nhá. Đeo giày cho nhá. Mặc áo ấm vào nhá, đi học nhá. Rồi. Đấy, hôm nay thì chú mang nhiều đồ này thì Mạnh có thích không? Thích. Thích à? Thế lần sau xuống là gặp chú là phải biết chào chú nhá. Nhớ chưa? Phải biết chào các ông bà nhá. Đấy. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin là chia sẻ tới đây thôi. Và hôm nay thì đi xuống thì trao cái phần quà của bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà. Thì phải nói là khi mà mở cái phần quà đấy ra thì toàn những cái bộ quần áo mà rất là đẹp.
gọi nói là trong khoảng thời gian này thì hai ông cháu rất là cần thiết đâu cô bác ạ. Đấy. Còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, chắc là Trấn Lực cũng phải nói là xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Đấy, bác à, chào các ông các bà đi. Xin chào các bác, các bà, các chị. Xin chào. Nào Mạnh khoanh tay đi, đứng dậy đi, nào đứng dậy đi. Đấy, đứng dậy, khoanh tay. Con chào tạm biệt các ông bà, cô chú. Rồi, chào các ông bà đi. Vẫy tay chào. Chào các ông các bà. Rồi. Đấy, rất là ngoan của bác ạ.